Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chống tham nhũng để lấy tiếng cho Đảng trước đại hội. Vào sáng ngày 22 tháng 12 năm 2020, phát biểu tại hội nghị lần thứ 3 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư ông Trần Quốc Vượng tuyên bố việc chống tham nhũng để giữ uy tín cho Đảng chứ không sợ làm giảm uy tín của Đảng cho dù gần đến đại hội lần thứ 13. Vào ngày hôm sau, 23 tháng 12 năm 2020, tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vương Đình Huệ tuyên bố công tác phòng chống tham nhũng có thể coi là đặc sản của Hà Nội, bởi rất hiếm tỉnh, thành phố nào trong cả nước có chương trình công tác toàn khóa về phòng chống tham nhũng kéo dài, xuyên suốt trong nhiều khóa như ở tại Hà Nội. Ông Vương Đình Huệ cũng yêu cầu phải minh bạch trong quản lý, điều hành để không thể tham nhũng. Đây là hình ảnh ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội vào hôm 23 tháng 12 năm 2020. Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Đức Long, người tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2014, đã đưa ra nhận định về câu nói của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng về chống tham nhũng qua ứng dụng Facebook của mình với đài tiếng nói EFA như sau. Tham nhũng thì ở đâu cũng có, nhưng tham nhũng ở Việt Nam khác với mọi nơi là nó có tính chất đảng. Vì hầu như tất cả các quan chức tham nhũng đều là đảng viên, được học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh thường xuyên và liên tục. Nói như ông Trần Quốc Vượng không sai, nhưng lấy gì để đo lường uy tín của đảng tăng lên sau mỗi đợt đấu tranh chống tham nhũng đây? Đảng có dám trưng cầu dân ý, lấy phiếu tín nhiệm của dân về kết quả chống tham nhũng hay năng lực cầm quyền của đảng hay không? Một khi mà cương lĩnh chính trị của đảng là cao nhất, cao hơn cả hiến pháp, thì mọi hành vi chống tham nhũng dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ thời gian nào, tức là trước đây, trước hay sau đại hội đảng, cũng chỉ là bảo vệ lợi ích của đảng, chứ không phải là bảo vệ lợi ích của người dân. Vào hôm 12 tháng 12 năm 2020, tại Hội nghị Toàn quốc về tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 do ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương ông Nguyễn Thái Học phát biểu rằng Tổng Bí thư đã nhiều lần kết luận công tác công khai đấu tranh chống tham nhũng không dừng, không nghỉ, không trùng xuống mà còn quyết liệt hơn. Và chiến dịch đốt lò do Nguyễn Phú Trọng khởi xướng từ năm 2016 trên cương vị là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến dịch này là một nỗ lực của Đảng trong việc giành lại quyền lực cũng như củng cố lòng tin của người dân vào chính quyền. Tuy nhiên, hiệu quả thì chúng ta đã biết ngày càng nhiều tham nhũng hơn từ Đảng Cộng sản Việt Nam. Và một đảng viên cũng thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và yêu cầu tổ chức đảng xóa tên ông khỏi danh sách vào năm 2016 là giáo sư Nguyễn Đình Cống. Vị giáo sư này cho rằng việc chống tham nhũng đúng ra là công việc của chính quyền, của hành pháp, của tư pháp, thế mà đảng đã ôm vào để làm. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải được xem là thủ phạm chính trong vụ Thủ Thiêm cùng với ông Tất Thành Cang đã gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng và đẩy người dân Thủ Thiêm vào cảnh màn trời chiếu đất trong suốt 20 năm qua. Nhưng ông ta vẫn sống nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Và uy tín của đảng được hình thành từ nhiều hoạt động mà chống tham nhũng chỉ là một phần. Hơn nữa, muốn chống tham nhũng triệt để phải loại bỏ được gốc rễ sinh ra nó là sự độc tài đảng trị mà việc này đảng không hề muốn. Ông cũng phân tích việc chống lại tham nhũng của đảng có làm dân tin đảng hay không qua email gửi cho đài như sau. Tạm chia dân thành hai tầng lớp theo lao động, tầng lớp lao động phổ thông và tầng lớp lao động bậc cao. Phần lớn lao động phổ thông chỉ nghe tuyên truyền một chiều từ tuyên giáo của đảng. Họ chỉ mong giữ được yên ổn để làm ăn. Họ bằng lòng với hiện tại và sợ chính quyền, không biết và không dám phản biện. Hỏi họ có tin đảng hay không thì đa người trung thực trả lời là không tin. Đa số người lao động phổ thông tin rằng đảng quyết tâm chống tham nhũng, còn đa số người lao động bậc cao nhận định rằng đảng không muốn và không thể chống tham nhũng triệt để mà chỉ dùng biện pháp chống tham nhũng để đấu đá nội bộ giữa các phe phái mà thôi. Còn cựu đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông thì khẳng định, việc tiếp tục kỷ luật đảng viên vi phạm, điều tra, xét xử các vụ án theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian qua chứng minh đảng nói và làm theo ý nguyện của người dân. Ông nói tiếp như sau. Vừa qua, Ban chấp hành
Đảng Cộng sản Việt Nam đã có chủ trương không những không chùn xuống trong việc chống tham nhũng trước đại hội mà còn phải duy trì mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Việc này được nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Công tác này đã được chứng minh rằng trong năm qua, chống tham nhũng đã được đẩy lên một bước với nhiều hậu quả và vụ việc rất nghiêm trọng. Đây là hình ảnh ngôi biệt phủ của ông Khổng Trung, trưởng chi cục kiểm lâm Quảng Trị, được thiết kế với 84 mét khối gỗ, hơn 32 cột gỗ, diện tích 2.000 m2, được xây dựng trong 12 tháng. Những đối tượng có chức sắc cao cũng đã bị truy tố. Điều đó càng củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chứ không làm giảm uy tín của Đảng. Nó có thể hiện Đảng nói và làm mà làm theo kiến nghị của nhân dân. Ông đã nói như vậy. Và làm sao để có thể có lòng tin của dân đây? Câu hỏi cũng được đặt ra. Khoản 2 điều 4 của Hiến pháp Việt Nam vào năm 2013 hiến định như sau. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Và dù hiến pháp đã quy định rõ là đảng phải chịu giám sát của nhân dân, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Bác sĩ Đinh Đức Long cũng khẳng định, đảng độc tài thì rất khó giữ được uy tín vì dân không có quyền giám sát trên thực tế. Còn đối với giáo sư Nguyễn Đình Cống thì có thể nói được lòng tin của dân, đảng phải thay đổi từ một đảng thống trị thành đảng chính trị cầm quyền, mà đảng hành động nhân dân của Singapore là một mẫu mực như vậy. Theo ông, trước hết, đảng phải làm được hai việc. Thứ nhất là trả lại quyền chính trị cho nhân dân, tức là để nhân dân tổ chức bầu ra một quốc hội thực sự đại diện cho trí tuệ toàn dân. Thứ hai là phải công khai, minh bạch trong các hoạt động, phải để cho tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do thể hiện nhân quyền và dân quyền. Đây là hình ảnh doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức đã bị tù giam suốt 11 năm chỉ vì bất đồng chính kiến, và ông đã thực trong tù đến hôm 24 tháng 12 là 31 ngày với lời nhắn: hãy tận dụng sự ra đi của tôi để đẩy cuộc đấu tranh này đến cùng trong năm nay và năm sau. Cựu đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông tin tưởng đảng đang tập trung xây dựng đội ngũ chiến lược là những người có phẩm chất đạo đức, có năng lực và có uy tín trong dân. Nếu có đội ngũ này thì uy tín đảng trong dân được tăng lên, ông nói tiếp. Qua công tác phòng chống tham nhũng vừa qua thì tôi thấy có một số cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất đã làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với đảng. Do đó muốn củng cố lòng tin này cũng như muốn chống tham nhũng thành công thì trước hết phải xây dựng được đội ngũ chiến lược. Đặc biệt là Ban Chấp hành Trung ương phải là những người không những là tinh hoa của đất nước mà phải là những người thực sự gương mẫu, thực sự có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín cao trước nhân dân và có tài năng lãnh đạo. Vào sáng ngày 18 tháng 12 năm 2020, hội nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc. Hội nghị kết thúc sớm hơn dự kiến đề ra trước kỳ đại hội 13 sẽ là hội nghị Trung ương lần thứ 15 tới đây để định hướng dự án nhân sự. Ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lại đề nghị Trung ương đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết trong việc bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Và trước đó không lâu, vào hôm 12 tháng 12, trang mạng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cho hay công tác qua 7 năm được ban lãnh đạo Đảng chỉ đạo quyết liệt đã thu được nhiều thành quả, đạt được nhiều thành tích khả quan và không có vùng cấm ngoại lệ. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ quyết liệt hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng và khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong chống tham nhũng. Và không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng bên phải và ông Tất Thành Cang khi còn đang đương chức. Ông Tất Thành Cang vừa bị khởi tố, còn ông Đinh La Thăng thì đã phải hầu tòa 3 lần với 3 bản án tổng cộng 30 năm tù và con số này không hề dừng lại. Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong đó có 1.900 vụ tham nhũng với gần 4.400 bị cáo và đa số đều là đảng viên cấp cao và cấp trung cũng như cấp thấp của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Riêng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng đã đưa vào theo dõi chỉ đạo hơn 800 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ,
trong đó trực tiếp theo dõi chỉ đạo là 133 vụ án, 94 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 86 vụ án và 814 bị cáo, trong đó 18 cán bộ thuộc diện Trung ương bị quản lý, xử lý hình sự, bao gồm 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 7 Ủy viên và Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Bộ trưởng, Nguyên Bộ trưởng, 7 sĩ quan cấp tướng trong các lực lượng vũ trang của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cũng vào từ hôm 22 tháng 12, từ Pháp, ông André Mérat, với tên tiếng Việt là ông Hồ Cương Quyết, một nhà quan sát thời sự của Việt Nam cũng đã bình luận trên đài BBC như sau. Nạn tham nhũng luôn đi cùng với quyền lực. Ở nước nào cũng vậy, nhưng suốt mấy chục năm nay, Việt Nam đã phải chịu tham nhũng như ung thư từ cấp cao đến cấp dưới của hệ thống cai trị. Vô số cán bộ cao cấp trong bộ máy kinh tế, tài chính, quân đội, công an đã bị dính líu, nhiều khi liên kết với các thế lực được cho là mafia. Đến mức cách thức thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh ấy đang được làm biến chất cả xã hội. Ông Nguyễn Phú Trọng có thể khóc trước đồng chí X, ông có thể lo này lo kia, nhưng tham nhũng không thể bị diệt trừ vì nó là sản phẩm của tính cấu trúc và không thể tránh khỏi của chế độ độc đảng, một chế độ công an trị mà công an là do đảng và vì đảng. Ông nói tiếp, hơn nữa tôi cho rằng trong hệ thống chính trị của những nhóm lợi ích hiện nay, việc gia nhập giới cầm quyền đối với một cán bộ trong sạch chưa bị lộ, tức là không dính líu tới lợi ích nhóm nào, đã trở thành một nhiệm vụ bất khả thi. Đây là hình ảnh một số tướng công an và quân đội tham nhũng đã bị kết án tù trong giai đoạn gần đây. Theo tôi, chừng nào Điều 4 còn ngự trị trên hiến pháp của Việt Nam, nó sẽ là kẻ bảo vệ quyết liệt cho nạn tham nhũng có hệ thống, cơ cấu. Chỉ có khả năng kiểm soát thật sự của dân mới có thể bắt đầu đẩy lùi nó ra xa. Nhưng, đối với các nhóm đang bám vào quyền lực bằng mọi giá mà họ dùng tham nhũng để cai trị, cũng là để dàn xếp các vụ tranh chấp trong cuộc đấu tranh giữ quyền lực trong nội bộ, dưới sức ép hay ảnh hưởng mà theo tôi là của Bắc Kinh, thì làm sao họ chịu loại bỏ bê tông, xi măng khỏi tòa nhà này được? Nó sẽ sụp đổ xuống ngay. Chính vì vậy, chế độ này đang coi dân quyền như kẻ thù và vụ Đồng Tâm là một ví dụ hiển nhiên như thế. Giới quan sát đã đánh giá tham nhũng trong nhiều năm gần đây ngày càng có chiều hướng gia tăng, ngông cuồng và thô thiển hơn của những năm trước, bất chấp chiến dịch bút lò của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn liên tục gia tăng thêm củi lửa và sức nóng. Có một nghịch lý rằng đem quyền lực chống tham nhũng chỉ càng làm cho tham nhũng lây lan phát triển thêm nhiều chi nhiều nhánh. Đánh chưa kịp chỗ này thì chỗ khác đã mọc lên rậm rịt. Nói cách khác thì đem độc tài chống tham nhũng chỉ có là cách tiếp xúc tham nhũng nhiều và mạnh hơn nữa. Nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức cũng cho rằng tham nhũng quyền lực đã gây tai hại rất lớn trong các quốc gia. Bà nói như sau, tôi nghĩ tham nhũng quyền lực là tham nhũng lớn nhất, để lại những hậu quả tai hại nhất đối với tất cả mọi đất nước, cũng như mọi người dân ở trên thế giới này. Và cái đầu tiên quan trọng là phải chống tham nhũng quyền lực bằng thể chế, cũng như phải có những lực lượng đối lập, có những người phản biện và phải đưa ra trước công luận cũng như là công lý. Chính ông ấy một mặt thì đốt lò, nhưng mặt khác lại tạo ra những việc cho sự độc tài Việt Nam phát triển mạnh mẽ và dẫn tới tham nhũng quyền lực cực kỳ lớn. Và mọi người có thể tìm được những dẫn chứng mà bây giờ trong thời đại Internet rất dễ để tìm, có thể tìm kiếm, và linh cảm của tôi là sắp tới, nếu ông Nguyễn Phú Trọng không bị đột quỵ hay là chân tay run rẩy đi lại quá khó khăn, thì ông còn có được những lực lượng để ông có thể sửa điều lệ đảng, để cho một người như ông ấy có thể ở lại tiếp tục trong nhiệm kỳ nữa, cũng như ông Tập Cảnh Bình đã làm chẳng hạn. Tôi nghĩ khuynh hướng có thể là như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020 với bản tin chống tham nhũng để lấy tiếng cho đảng trước đại hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.